Như bà đi các vườn qua là giẫm nát đó. Nào nát hết thật. Nó giống như là thôi vô đi chứ. Một, hai, ba. Thì anh đấy tận tụy chưa, hết lòng. Nói ra hết lòng. Hết lòng với anh chưa? Người ta khát bụng chụp, lúc người ta phình cái bụng ra thì chụp. Đâu đẹp thế còn gì nữa. Đẹp đi, đang đẹp. Cái hoa tím đẹp quá. Chồng ơi kéo vợ lên cái. Cái này không phải lavender đâu. Lavender không. Nó là một cái loại giống. Đây đâu phải lavender. Lavender khác. Màu tím đẹp quá ha. Màu hoa đẹp quá. Rất đẹp. Ngày xưa nhớ đi qua cái cây này mà, vẫn cái cây này đấy. Như cái chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều ấy. Rất nhiều hoa. Ngày xưa đầy hoa, bây giờ nó héo hết. Hả? Họa tên gì không biết. Về cha. Đẹp quá nhỉ? Đẹp. Xong rồi đằng kia tí hoa bướm. Em nhớ cái nó trồng nó là có thiết kế hết đấy. Hoa bướm ấy. Cái vườn ấy đẹp. Ở chỗ ấy. Cái nhà mới thì cửa. Không có cái gì cả. Nó không chịu. Nó không cho chị trồng, chứ chị trồng mấy hồi. Mấy hoa bướm này lên như điên. Ở hoa bướm thì chắc là dễ trồng hơn. Nhưng mà mua ấy nó ở máy bay này. Đấy. Nghĩ về nội bài rồi. Nhanh lắm. Thạch thảo này. À, đây là hoa hướng dương này. Hướng dương này. Em nhớ cái chỗ này nhiều hoa lắm. Hướng dương đẹp quá. Chỗ này chụp mới đẹp đi Lan ơi.